Giáng hương tam bảo sắc phải nói là chưa bao giờ có những cái lô giáng hương tam bảo sắc mà cây nó to như hôm nay. Vừa cây to vừa cây lá xếp luôn, rất là đẹp này các chị ơi. Em nói chung là lô hôm nay rất là chất lượng, thật sự là chưa em bán tam bảo sắc chưa bao giờ có những lô cây to như thế này luôn. Đấy. À, các anh chị để mà chăm những cái cây bình thường mọi lần em bán á phải chăm bao nhiêu năm mới được cái cây to như thế này đấy các anh chị ạ. À, và em cũng sẽ làm theo mã để cho các anh chị dễ lựa chọn. Mã C42 là ba cây giáng hương tam bảo sắc lá xếp cây to luôn. Đây các anh chị này, ba cây đều nhau này. Đấy, đẹp chưa? Cây to nhá. Đấy, to chưa? Lá xếp 150.000. C43 là một dề giáng hương tam bảo sắc lá xếp to, một dề to này luôn. Đấy. Đẹp quá trời luôn này, 150.000. C44, ba cây giáng hương tam bảo sắc lá xếp. Đấy, ba cây này là 80.000 này, ba cây rất là đều nhau này, 80.000. Bình thường á, giáng hương tam bảo sắc cây nó chỉ bé bé đây thôi các anh chị ạ. Đấy, nhưng mà hôm nay á, cây này là cây bé trong lô rồi đấy. Còn lại tất cả cây to bự luôn. Ở C46 là hai dề giáng hương tam bảo sắc to. Hai dề to các anh chị nhá, hai dề to và lá xếp luôn này. Đây, hai dề rất là to luôn ạ. Chưa bao giờ có dề to như thế này. Hai dề mẹ con luôn. 160.000. C47 là ba cây giáng hương tam bảo sắc lá xếp cây to như thế này. 160.000, trong đó có một cây thì nó là một dề hai cây luôn. Đấy. Đẹp quá. C48 cũng có ba cây giáng hương tam bảo sắc lá xếp cây to. Trong đó cũng có dề mẹ con này, một dề mẹ con đây các anh chị nhá. Đấy, cây rất là to luôn, 160.000.